Viên Yamamoto hoạt động thế nào? Sản phẩm tự hòa tan vào nhiên liệu cho hiệu quả khi động cơ hoạt động. Một viên hòa với 4 đến 6 lít xăng đối với xe mới dùng viên nén lần đầu. Những bình tiếp theo khi động cơ đã sạch sẽ chỉ cần một viên cho 6 đến 8 lít xăng. Hello. Hôm nay Ti có một cuộc hẹn với một người chị bạn. Bây giờ Ti sẽ phải qua đón chị đó. Thì xe là đã đổ đầy bình rồi. Bây giờ Ti sẽ bỏ cái viên Yamamoto này vào bình xăng để xem là chạy như thế nào nha, coi là mạnh hay là giọt tới cỡ nào nhé. Đây, đây là viên Yamamoto nè mọi người. Ti sẽ bỏ vô xăng và sau đó sẽ đậy yên lại, đội mũ bảo hiểm và phi đi. Đi nhé. Two hours later.